Rồi ok, hello các bạn nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái video mới. Thì ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước để các bạn có thể thiết lập được cho mình những cái kiểu chữ tiêu chuẩn ở trong AutoCAD nha. Thì đầu tiên để mà các bạn thiết lập được những cái kiểu chữ tiêu chuẩn thì các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh tắt là ST. Rồi ở đây các bạn chọn cái lệnh là Style ha. Rồi đây chính là cái hộp thoại Test Style. Ở trong cái hộp thoại này hiện tại thì các bạn thấy là chúng ta chỉ có hai cái kiểu chữ thôi. Đó là kiểu chữ analytic và kiểu chữ standard, thì đây là hai cái kiểu chữ mặc định. Và đối với cái phiên bản AutoCAD này á, thì khi mà các bạn sử dụng AutoCAD để mà các bạn thiết kế bản vẽ thì các bạn chỉ cần tạo ra cho mình hai cái kiểu chữ thôi. Cái kiểu chữ đầu tiên là mình có tích hợp cái tính năng analytic, và cái kiểu chữ thứ hai thì mình không tích hợp tính năng analytic. Vậy thì tại sao mình cần phải tạo ra hai kiểu chữ này? Tại vì trong một số trường hợp thì chúng ta trình bày cái bản vẽ của mình á có rất là nhiều tỷ lệ. Và khi mà chúng ta trình bày một cái bản vẽ của mình với nhiều tỷ lệ như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái test analytic. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta trình bày bản vẽ được nhanh hơn. Còn bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái test là không có analytic. Thì ở cái test này các bạn có thể sử dụng được cho tất cả các bản vẽ khi mà các bạn thiết kế ở trên cái môi trường model. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bước để mình có thể cài đặt được cho mình một cái kiểu chữ mới. Để các bạn tạo ra cho mình một cái kiểu chữ mới thì các bạn chọn vào New. Rồi ở đây các bạn sẽ đặt tên. Ở đây mình sẽ đặt tên là ví dụ 1 ha. Ví dụ 1, sau đó mình chọn OK. Rồi các bạn chọn vào ví dụ 1 nè. Ở đây các bạn sẽ chỉnh lại cái phông chữ. Thì nếu như mà các bạn học bên cơ khí á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phông chữ là Arial. Còn mình thấy những bạn học ở bên xây dựng thì các bạn sử dụng phông chữ là Times New Roman và một cái bộ phông là Vini khác. Thì trong trường hợp ở trong AutoCAD của các bạn chưa có cài cái bộ phông Vini chẳng hạn, thì các bạn có thể lên mạng các bạn search cái phông chữ đó và các bạn cài vào AutoCAD của mình nha. Rồi bây giờ trong trường hợp này thì mình đang sử dụng cái phông chữ là Arial thì mình chọn là Arial. Rồi ở bên đây là kiểu chữ thì chúng ta có kiểu chữ đậm nè. Các bạn thấy là ở đây là cái phần review của nó ha. Hoặc là cái kiểu chữ gì? Rồi hoặc là cái kiểu chữ mà đậm và nghiêng nè, hoặc là kiểu chữ nghiêng nè, hoặc là cái kiểu chữ bình thường. Thì ở đây mình chỉ sử dụng cái kiểu chữ bình thường này thôi. Còn khi mà các bạn học hoặc là các bạn đi làm á, các bạn sử dụng cái kiểu chữ nào thì các bạn tạo ra cho mình cái kiểu chữ như vậy. Ở đây cái mục Analytics các bạn không cần tích vào, chiều cao chữ các bạn cứ để không. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo mới được cho mình một cái kiểu chữ rất là đơn giản. Và sau khi mà các bạn đã chọn phông chữ cũng như là chọn kiểu chữ rồi thì các bạn sẽ flow. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái ví dụ 2. Đây các bạn chọn New ha. Rồi các bạn tạo thêm cho mình một cái là ví dụ 2. Thì ở cái ví dụ 2 này chúng ta sẽ tích vào Analytics. Khi mà chúng ta tích vào Analytics các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hiển thị cái biểu tượng Analytics ở đây. Và khi mà các bạn tích vào Analytics thì các bạn sẽ đặt cái chiều cao chữ của nó luôn. Và chiều cao chữ tiêu chuẩn ở trong các bản vẽ của mình nó sẽ phụ thuộc vào cái môn vẽ kỹ thuật của các bạn. Nếu như mà chúng ta học cơ khí á, thì chúng ta sẽ có chiều cao chữ tiêu chuẩn là 2.5, 3.5, 5, 7, 10 vân vân. Các bạn có thể xem lại cái môn là vẽ kỹ thuật để mà các bạn có thể nắm được cái chiều cao chữ. Còn các bạn học xây dựng thì các bạn cũng xem lại luôn. Ở đây thì mình đang demo là về cơ khí thì mình sẽ cho chiều cao chữ cơ bản là 2.5. Đây 2.5. Rồi, cái mục này thì các bạn ở đây là nó hỏi mình là có Analytics cho cái test này ở trên cái môi trường layout hay không, thì hiện tại thì mình không có chia sẻ cho các bạn ở trên layout, mình chỉ chia sẻ cho các bạn ở trên cái môi trường model thôi. Do đó ở đây thì mình không cần tích vào, còn nếu các bạn có sử dụng layout thì chúng ta tích vào luôn cũng được, không sao cả. Ở đây mình tích vào luôn đi. Rồi bây giờ sau khi chúng ta đã tạo được cho mình hai cái kiểu chữ này rồi thì bây giờ mình sẽ đóng lại. Rồi bây giờ mình vào lại cái hộp thoại Style ha. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái kiểu chữ mới. Analytics lúc nãy thì mình chưa có nhấn Apply. Đây mình nhấn là Apply ha. Apply. Rồi ở đây nè, để mà chúng ta set một cái kiểu chữ để chúng ta làm mặc định để từ đây trở về sau trong quá trình mà các bạn thiết kế bản vẽ, các bạn muốn ghi một cái chữ á thì nó sẽ lấy cái kiểu chữ này luôn. Thì các bạn sẽ bấm vào cái phần là Circle. Đây mình bấm ví dụ 1 nè, mình bấm Circle Run nè. Rồi mình đóng lại nè. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ gõ một đoạn văn bản.
thì để gõ một cái đoạn văn bản ở trong AutoCAD thì các bạn sử dụng cho mình cái lệnh là mtest và lệnh tắt của nó là t. Các bạn chỉ cần gõ chữ t thôi thì nó sẽ hiện ra cái lệnh của nó là lệnh mtest. Ở đây các bạn sẽ chọn là mtest. Rồi các bạn chọn điểm đầu tiên nè, rồi các bạn kéo xuống các bạn chọn điểm thứ hai. Đó, thì nó sẽ ra cho các bạn như thế này. Rồi ở đây mình đánh, bên đánh chữ nha. Ở đây các bạn thấy là cái tên nè, đây là cái tên, cái kiểu chữ mà mình vừa mới tạo ví dụ 1. Rồi cái phông chữ là phông Arial. Rồi cái chiều cao chữ là 2.5. Tại đây á thì các bạn có thể chỉnh sửa cái văn bản của mình, in đậm nè, in nghiêng nè, gạch chân nè. Thì những cái phần này thì các bạn sẽ tự mình tìm hiểu nha. Có một số trường hợp khi mà các bạn sử dụng cái lệnh test này ra, các bạn sẽ không thấy được cái thanh công cụ này. Đó, nếu như các bạn gọi cái lệnh test ra mà các bạn không thấy thanh công cụ này thì các bạn chọn vào More, sau đó các bạn chọn vào Edit Setting ha. Ở đây nó sẽ có cái mục là Show Toolbar nè. Trong trường hợp này mình đã đánh cái dấu stick vào cái phần là Show Toolbar rồi thì nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại này. Bây giờ ví dụ như mình tắt đi thì cái hộp thoại nó sẽ tắt đi, và lúc này các bạn sẽ sử dụng cái giải ribbon để mà các bạn chỉnh sửa cái test của mình. Rồi các bạn chỉ cần bấm thằng bấm đúp thằng giờ thằng test này thì lúc này các bạn sẽ chỉnh sửa ở trên cái giải ribbon. Còn trong trường hợp nào mà những bạn mà đã sử dụng AutoCAD 27 quen rồi đó, các bạn sử dụng AutoCAD 27 quen rồi, các bạn thấy cái thanh lúc nãy của mình các bạn muốn lấy ra thì các bạn chọn vào More, các bạn chọn vào Edit Setting, sau đó các bạn chọn vào Show Toolbar thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng này. Thì mình thích hiển thị cái bảng này tại vì mình thấy cái bảng này trực quan hơn, thì mình làm biến nhìn lên đây thôi, thì mình có thể là chỉnh nó dưới đây cũng được. Ok rồi, đây là cái kiểu chữ đầu tiên. Bây giờ mình sẽ lấy cái kiểu chữ thứ hai để mình làm mặc định nào. Ví dụ trong trường hợp này nè, các bạn thấy là mình đang trình bày cái bản vẽ của mình ở tỷ lệ là 1:1. Bây giờ mình muốn trình bày bản vẽ của mình ở tỷ lệ 1:2 thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái test là Auditive. Rồi mình chọn cái test là Auditive nè, mình chọn là Scroll Low. Rồi bây giờ hiện tại các bạn thấy nè, cái mục Auditive của mình hiện thị ở đây. Đây chính là cái phần Auditive. Trong trường hợp mà cái phần Auditive của các bạn không thấy cái phần Auditive này thì các bạn bấm vào cái dấu ba gạch ở đây. Đây các bạn bấm vào dấu ba gạch. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có ba cái mục Annotation. Các bạn sẽ đánh dấu stick vào ba cái mục này luôn ha. Đây Annotation nè, Auto Scale nè, rồi Annotation Scale. Các bạn đánh dấu stick vào đây. Khi mà các bạn đánh dấu stick vào đó thì nó sẽ xuất hiện ba cái biểu tượng này, và các bạn sẽ bật cái biểu tượng đầu tiên này lên. Các bạn bật cái biểu tượng Annotation lên. Rồi ở bên đây các bạn sẽ để ý là tỷ lệ hiện tại các bạn vẽ của mình đang ở tỷ lệ 1:1. Bây giờ mình sẽ gõ một cái đoạn test ở tỷ lệ 1:1 ha. Thì khi mà mình gõ T Enter thì nó sẽ hiện ra cái hộp thoại là nó hỏi mình là hiện tại mình muốn ghi cái kiểu chữ này ở tỷ lệ là bao nhiêu, và mặc định của nó là tỷ lệ 1:1. Thì bây giờ mình sẽ ghi ở tỷ lệ 1:1 trước. Ok ha. Rồi bài tập 1 chẳng hạn. Bài tập 1 thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, hiện tại ở trên cái thanh công cụ này của mình nó sẽ cho chúng ta biết được cái kiểu chữ mà chúng ta đang dùng, đó chính là ví dụ 2 chúng ta vừa mới tạo ở dạng Auditive. Rồi phông chữ là Arial nè. Rồi các bạn sẽ thấy là cái ký hiệu Auditive ở đây nó sẽ hiện ra ha. Rồi chiều cao chữ của nó hiện tại là 2.5. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bật cái này về tỷ lệ 1:2. Rồi mình gõ là T Enter. Đây các bạn sẽ thấy là cái chữ của mình nó sẽ tự động to lên. Và ở trên đây nó vẫn là 2.5. Đây các bạn thấy không? Các bạn nhìn ở trên cái đây các bạn nhìn ở trên cái thanh công cụ này của mình, nó vẫn là 2.5 nhưng mà tại sao nó lại lớn hơn? Tại vì mình đang trình bày ở cái thằng Auditive là 1:2. Bây giờ ví dụ như là mình trình bày ở thằng Auditive là 2:1 chẳng hạn. Đó, mình gõ là T Enter thì các bạn sẽ thấy là cái chữ của mình nó sẽ nhỏ lại. Đây, ở trên này vẫn là 2.5. Đó. Thì đây chính là hai cái phần tạo kiểu chữ ở trong AutoCAD. Cái kiểu chữ đầu tiên là các bạn tạo không cần sử dụng Auditive, và cái kiểu chữ thứ hai các bạn tạo các bạn sử dụng Auditive. Và cái kiểu chữ thứ hai này nó sử dụng khi mà chúng ta trình bày ở trong các bản vẽ
ở trên cái môi trường model và ở trong cái bản vẽ có nhiều tỷ lệ thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu chữ này. Còn thông thường các bạn chỉ cần sử dụng cái kiểu chữ là không cần annotate này. Không cần annotate này. Ok. Rồi, như vậy là ở trong cái video này mình đã chia sẻ cho các bạn từng bước để các bạn có thể tạo ra được cho mình một cái kiểu chữ mới. Và một cái tính năng cực kỳ hay đó chính là cái tính năng annotate. Và ở trong những cái video nâng cao sau á thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta trình bày cái kiểu chữ annotate vào trong một cái bản vẽ nhiều tỷ lệ thực tế, để từ đó các bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan hơn. Rồi, bây giờ các bạn xem xong cái video này, các bạn hãy làm bài tập. Các bạn hãy thực hành tạo lại cho mình hai cái kiểu chữ này và các bạn thực hành nó. Nếu như có chỗ nào đó chưa hiểu hoặc là các bạn chưa có làm được thì các bạn có thể là comment xuống cái video này để mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Và bên cạnh đó, nếu như bạn cảm thấy cái video này hay, cái video này hữu ích cho bạn thì bạn hãy bấm vào nút like ở bên dưới video này. Và nếu như bạn chưa đăng ký cái kênh YouTube này của mình thì các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông thông báo ở phía dưới video này để các bạn có thể liên tục cập nhật được những cái video mới nhất từ mình nha. Rồi, tạm thời mình sẽ kết thúc cái bài học này ở đây và hẹn gặp lại bạn ở trong những cái bài học tiếp theo.